Ok, xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh channel của tôi. Và thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn thông qua một cái video đây là cái điều mà khá là nhiều các bạn hiện tại thì có chia sẻ và nhắn tin với tôi. Và bên cạnh đó thì cũng rất là nhiều những cuộc điện thoại có gọi điện trực tiếp và hỏi những cái vấn đề mà liên quan về cái lĩnh vực MMO hay nói cái khác là kiếm tiền online. Và thì hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với bạn một cái video đó là kiếm tiền online thực sự có hại não như bạn nghĩ ở à đây là cái điều mà hiển nhiên rằng là chúng ta phải phân tích ở một cái khía cạnh để cho các bạn có thể hiểu rõ, rồi các bạn sẽ có một cái định hướng khi các bạn xác định đi kiếm tiền. Và tôi cũng mong muốn rằng là khi xem cái video này thì số lượng cái người xem ở video thì cũng chiếm được 10% à, tất cả các số bạn đang theo dõi video này, các bạn có thể hiểu được và bên cạnh đó các bạn cũng sẽ có cái định hướng tốt trong cái việc là xác định kiếm tiền online cho mình và thì chắc chắn rằng là cái bức ảnh các bạn đã nhìn rất là rõ rồi đó là mmo mờ mờ bạc cả đầu hại cả não nếu như các bạn đang nghĩ thế thì hiển nhiên video này dành cho bạn và tôi cũng phải khẳng định các bạn một điều rằng là khi các bạn đang nghĩ về cái vấn đề này thì đúng thực sự nó bạc cả đầu và hại cả não thật vì khi các bạn đi làm bạn có thể thấy rằng là uh, chúng ta đi kiếm một cái uh, nghề và khi chúng ta đi kiếm một cái nghề trên mạng đó thì các bạn sẽ thấy một cái điều mà chúng ta đang nhìn trên màn hình đó là kiếm được một cái nghề thì các bạn sẽ phải mất bao nhiêu tiền các bạn sẽ mất bao nhiêu thời gian để có thể đủ và học được cái nghề đó và kiếm được ra được những đồng tiền thông qua cái nghề của bạn học và thì chắc chắn rằng là khi đi làm thực hiện kiếm tiền trên mạng online bạn hãy nghiêm túc vì đó là một cái nghề mà các bạn đang chọn để có thể hướng tới và đạt được hiệu quả doanh thu và thì khi đi học thì các bạn sẽ có rất là nhiều những cái định hướng để các bạn học hỏi bạn cũng có rất là nhiều người để các bạn có thể uh, theo uh, những cái bước chân của họ để có thể tiến tới những cái hiệu quả nó nhanh nhất và rồi trong những cái con đường đó thì con đường nào nó cũng mang lại cho bạn cái cảm giác đó là hại não và bạc cắt lóc đầu Và ở đây thì tôi sẽ phân tích cho các bạn và rồi tôi cũng sẽ có những ví dụ cụ thể để cho các bạn có thể hiểu hơn Vì khi các bạn hiểu rồi các bạn sẽ có một cái chiến lược, một tư duy, một cái cách làm nó hiệu quả Nó sẽ hiện dẫn đến các bạn một cái thứ nó mạch lạc hơn, nó mang được một cái điều gì đó Nó thực sự giá trị dẫn đến cái con đường thành công của bạn nó sẽ nhanh hơn và rồi thì tôi sẽ phân tiếp đầu tiên đó là con đường mà các bạn đi học miễn phí và tự học và đây là cái thứ mà chắc chắn rằng trên mạng online hiện tại các bạn đi theo khá là nhiều vì dẫu biết rằng là thời buổi công nghệ rất là nhiều người họ đang kiếm tiền trên mạng các bạn cũng rất là tò mò các bạn cũng muốn tìm kiếm tới một cái việc gì đó để có thể thực kiếm được ra tiền và rồi các bạn hay lựa chọn con đường đó là miễn phí và tự học với cái con đường này thì chắc chắn các bạn hiểu được những cái yếu tố đó là tốn thời gian, mất cơ hội, không ai hỗ trợ và và vấn đề các bạn sẽ dẫn đến đó là nhầm đường và lạc nối. Đó là cái thứ mà chắc chắn là khi các bạn thực hiện các bạn làm thì chúng ta sẽ mắc phải. Và thì chắc chắn một cái điều đấy thì bạn thấy rằng là cái công việc đó bạn tốn thời gian, bạn sẽ phải ngày ngày bạn đến Google, bạn gõ, bạn tìm kiếm hay bạn lên trên YouTube, hay Facebook, hay một nền tảng dạng xã hội nào đó, bạn tìm một ai đó để có thể học hỏi bạn có thể ngồi bạn học mà lại những cái kiến thức của họ đang đăng lên để bạn có thể theo dõi rồi rằng là khi đi học miễn phí thì chắc chắn rằng là cái miễn phí thì nó cũng sẽ được uh, điều 1 điều 2 điều 3 chưa chắc nó đã vượt xa hơn cái điều 4 rồi các bạn sẽ mất cái cơ hội vì trên mạng kiếm tiền hôm nay nó có nhiều cái mảng các bạn nắm bắt được cơ hội thì bạn kiếm tiền được từ thời, thời điểm đó ngay còn nếu như bạn vụt mất cơ hội rồi bạn là người đi sau thì cái hiệu quả bạn mất mát nó sẽ rất là nhiều rồi khi bạn đi học ở những cái con đường miễn phí và tự học và tự nập thì bạn thấy một cái điều rằng bạn sẽ không được ai hỗ trợ. Đây là cái thứ rằng là trên mạng online bạn sẽ hiểu một cái yếu tố đó chính là không ai cho không ai điều gì. Và mạng online nó đúng là như thế. Vì tôi khẳng định các bạn một điều rằng trên mạng online nó là một cái thế giới cực kỳ phẳng. Bạn có thể rất là ít tuổi, bạn có thể rất là nhiều tuổi, bạn có thể rằng là những người trung niên bạn có thể rằng bất kỳ bất kể là ai đi chăng nữa thì chắc chắn rằng một cái thế giới mạng bằng phẳng như thế không phân biệt à, về cái độ tuổi hay trình độ của bạn như thế nào chỉ cần bạn bước lên trên con đường đó là bạn đã bắt đầu sánh vai cùng với họ rồi và nếu như khi các bạn muốn một cái sự miễn phí thì chắc chắn rằng nó chỉ dừng lại ở một cái ngưỡng nào đó thôi còn khi bạn muốn tiến xa thì đó là điều không thể đó là cái thứ bạn là không ai hỗ trợ các bạn là như vậy Còn nếu như tìm ra được một cái ai đó hỗ trợ bạn một cái con đường theo một cái trải dài Thì chia sẻ các bạn rằng là sẽ đến một ngày nào đó bạn sẽ phải tách khỏi con đường đấy Đó là cái điều mà thực sự Và cái thứ đó làm sao tôi lại nói với các bạn và tôi khẳng định như vậy Bởi vì rằng tôi đã từng hoạt động trong cái lĩnh vực mà tôi chia sẻ cho các bạn những cái con đường Chia sẻ cho các bạn những cái cách làm và chia sẻ các bạn những cái kế hoạch để các bạn triển khai các bạn thực hiện với một cái chu trình dài rồi với những cái chữ sự chia sẻ giúp cho nhiều người giàu nhưng bây giờ thì họ lại theo một cái phương châm đó là sẽ tách thành những con đường nhỏ và mọi con đường nó nó lại tiến xa theo một cái lĩnh vực khác và rồi khi các bạn muốn được những sự miễn phí mãi mãi thì nó không bao giờ có bởi vì bạn được cái này bạn sẽ mất cái kia và rồi nó còn rất là nhiều vấn đề để nhánh ra rồi đặc biệt rằng là khi các bạn chọn cái con đường miễn phí và tự học này thì cái tỷ lệ thành công các bạn tới dẫn tới thì nó chỉ có chiếm một cái con số nhỏ, nó không được nhiều. Và những cái người mà họ được thành công thì cái hiệu quả họ thành công bằng những cái năm tháng, bằng sự cần cù, bằng sự học hỏi, bằng sự update rồi rằng là bằng cả những cái điều mà đôi khi họ phải nhún người xuống để có thể học lại những thứ đó. Thì bạn ấy thể thấy rằng là họ mới đạt hiệu quả thành công. Còn đa số hiện tại các bạn đang rất là nhầm đường Các bạn chưa biết cái nối của mình đi như thế nào Và thành công nó dẫn đến nó cực kỳ năm đi bi đát Rồi các bạn bỏ cuộc kiếm tiền online Lại là sự lựa chọn dành cho những người khác Nhưng chắc chắn rằng là nếu như các bạn có động lực Các bạn có nghị lực Các bạn muốn phấn đấu, các bạn muốn thực hiện, các bạn muốn làm Thì bạn có thể thực hiện thoải mái và bạn có thể gắn bó với nó, coi nó là đam mê. Và rồi nếu như bạn có duyên, bạn kiếm tiền, điều đó vẫn xảy ra và cuộc sống vẫn thường ngày để cho các bạn thấy rằng kiếm một cái nghề khi chúng ta phải tự tìm kiếm tới nó, mở một con đường sống để có thể tìm kiếm được những cái thứ mà chúng ta hằng mong ước thì chúng ta phải mất cực kỳ nhiều những cái thứ ở đây. Thời gian và mất cơ hội và không được ai hỗ trợ. Đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn đầu tiên. Và cái điều thứ hai đó là cái con đường mà các bạn sẽ phải mất phí thì với con đường mất phí thì chắc chắn một cái điều rằng là các bạn phải xác định cho tôi cái điều đầu tiên Đó là xác định chọn thì phải chọn cho đúng Chọn rồi thì đừng hối hận Đây là cái điều mà trên mạng online nó có quá nhiều những cái nơi để cho các bạn có thể học à, Bạn có thể không theo dõi những cái kiến thức của kênh channel của tôi Bạn có thể theo dõi nhiều, nhiều kiến thức ở kênh channel A, C, B, C Rất là nhiều ở ngoài kia có rất là nhiều người họ chia sẻ về những hình thức kiếm tiền online hay mọi hình thức kiếm tiền khác thì bạn thấy một điều rằng là khi bạn đến những cái uh, kiến thức đó những nền tảng đó thì chắc chắn rằng là bạn phải lựa chọn làm sao kiến thức đó nó phù hợp với bạn hiện tại kiến thức bạn cảm nhận nó chỉ ở một cái góc độ nhỏ nhưng bạn muốn cảm thụ ở một cái góc độ nó cao hơn thì chưa chắc bạn đã cảm nhận được và đã bạn đã hiểu được cái vấn đề đó trừ khi một cái trường hợp đó chính là bạn là một người khá là nhạy bén nhanh nhẹn và thông minh thì hiệu quả các bạn sẽ cảm nhận nó sẽ tốt nhưng có một cái yếu tố rằng là rất là nhiều người đang lựa chọn con tiền con đường kiếm tiền online nhưng họ đang nằm đường nạc nối yếu về rất là nhiều mặt và đôi khi chúng ta cũng chưa xác định được là chúng ta nằm ở một cái vị trí như thế nào chúng ta cảm nhận chúng ta ra làm sao rồi chúng ta chọn những cái khóa học chúng ta chọn những cái môn học chúng ta chọn những cái nơi học nó sai tất cả và lúc đó bạn sẽ thấy rằng là bạn sẽ hối hận rồi bạn sẽ kêu ca bạn sẽ trách móc bạn sẽ chửi rủa những cái người mà hướng dẫn bạn và thì lúc đó bạn sẽ thấy rằng là vì sao tôi lại đưa ra một cái câu đầu tiên cho bạn là xác định chọn chọn là chọn cho đúng chọn rồi thì đừng hối hận đó là vì bạn đã dấn thân vào con đường đó thì bạn phải chấp nhận vậy thì đặt ra câu hỏi chọn làm sao cho nó đúng và đạt làm sao cho nó hiệu quả thì tôi cũng chia sẻ cho bạn trước tôi là bạn phải làm sao bạn phải xác định rằng là vị trí hiện tại bạn đang có những kỹ năng gì trước khi bạn đi chọn một cái khóa học nào đó hay chọn một môi trường kiếm tiền đó này nào đó hay chọn một con đường nó đi đó đi thì bạn nên tìm những cái người mà đi trước họ sẽ chia sẻ lại cho các bạn đó chính là họ sẽ tư vấn cho các bạn nếu như khoảng thời gian họ rảnh rỗi, họ sẽ chia sẻ cho bạn cái cách làm sao mà bạn phát triển được cái cả bản thân của bạn đang có cái gì để có thể thúc đẩy được rằng là bạn có theo được con đường đó hay không. Nó giống như là một cái buổi gì đó nó mang tính chất là tư vấn cái giá trị bản thân của bạn. Tùy từ, từ lúc đó bạn mới định hướng rằng là con đường đó có dành cho bạn hay không. Tôi ví dụ đơn giản rất là nhiều bạn nói rằng là em thích làm cái này, em thích làm cái kia nhưng khi hỏi các bạn thì thấy một cái điều rằng là cái mục đích các bạn là các bạn đang muốn kiếm tiền nhưng trong đầu các bạn vẫn nghĩ rằng các bạn đang đam mê đó. xong rồi là có những bạn rất là buồn cười đó chính là cái thứ mà thực sự ra là các bạn phải bỏ ra công sức thì cứ ngồi không các bạn phải bỏ ra thời gian để học thì các bạn cũng ngồi không đó. không làm gì không thực hiện gì chỉ có đợi một ai đó họ ban ơn chỉ có đợi một ai đó họ cho cái thứ gì thì lấy cái thứ đó thì cái con đường đó nó không phải con đường bạn chọn mà con đường đó bạn đang ỷ nạn bạn đang phó mặc cho số phận bằng những con số bạn nghĩ rằng số tiền bạn bỏ ra thì người đó phải giúp bạn và đấy là cái thứ mà khi các bạn chọn con đường mất phí này thì các bạn phải hỏi rằng là kiếm được một cái nghề bao nhiêu tiền và thời gian bao nhiêu là đủ thì lúc đó bạn thấy một cái điều rằng là rất là nhiều yếu tố nó đẻ ra từ đấy và rồi bạn sẽ phải khẳng định một điều tôi nhấn mạnh bạn này một lần nữa xác định chọn là chọn cho đúng chọn rồi thì đừng hối hận và hãy hỏi hãy tìm kiếm những người họ đi trước họ giúp bạn đó là cái điều mà tôi chia sẻ thật sự bạn như vậy và hiển nhiên khi bạn chọn đúng rồi và bạn định hướng đúng rồi thì nó sẽ giúp bạn đó là rút ngắn thời gian tìm kiếm cơ hội nhanh hơn và các bạn lúc nào cũng được hỗ trợ. Đó là cái thứ mà khi bạn tìm kiếm cơ hội, bạn lựa chọn được người phù hợp, bạn lựa chọn được cái nghề bạn học phù hợp, thì bạn rút ngắn được thời gian, bạn sẽ kiếm được cái cơ hội hơn rất nhiều nhiều những cái đối thủ mà họ đang đi theo con đường tự học. Có thể rằng bạn sẽ kiếm được cả cái cơ hội mà nó còn nhanh hơn rất là nhiều ở những cái môi trường khác. Vì trên mạng online thì nó có quá nhiều những cái trung tâm có quá nhiều những thầy, có quá nhiều những bài học và có quá nhiều cách làm. Mỗi người sẽ có những cái phương diện nó khác nhau. Và khi các bạn chọn đúng, bạn thực hiện đúng, thì bạn sẽ rút ngắn được tất cả yếu tố đó. Và rồi bạn thấy rằng là tất cả những chi phí mà bạn chia, bạn kiếm, bạn thực hiện, bạn làm kiếm tiền online, đó là bạn phải chi giả ra những cái số tiền. Như là bạn uh, số tiền bạn làm website, số tiền bạn làm hệ thống số tiền bạn đi học cái môn học đó. Phải nói một cái điều đó là cha tiền mẹ bạc. Và thì chắc chắn một điều rằng cái số tiền này thì bạn lại thấy rằng là nó định giá tất cả những thứ gì bạn học. Ở đó nó là bao nhiêu. Và rồi cũng có rất là nhiều nơi, có những nơi thì lấy tiền rất là đắt, có những nơi thì lấy tiền rất là rẻ, có những nơi thì miễn phí. Thì bạn thấy rằng là kiến thức trong đó thì nó chứa đựng như thế nào và cái giá trị bạn học được là như thế nào nữa bởi vì có nhiều thứ bạn chưa biết nhưng khi bạn vào trong đó bạn học được bạn biết được bạn cảm nhận được và bạn thấy được rằng nó hiệu quả thì tiền đó nó xứng đáng còn như nếu như cái số tiền đó bạn vào bạn học bạn đã học rồi và bạn học nhầm thì bạn thấy rằng là chúng ta đã mất mát một khoản tiền rồi thì lúc đó chắc chắn bạn sẽ quay ra bạn sẽ có rất là nhiều những lời lẽ nó không hay thế thì khi ở những giải pháp đó thì chúng ta phải suy nghĩ một cái điều rằng là thứ mà chúng ta sẽ chọn nó đúng hay chưa đó là vì sao mà tôi muốn nói cho các bạn trước về cái hai con đường miễn phí và có phí để rồi lúc đó các bạn mới thấy một điều rằng là chi phí bạn bỏ ra nó là xứng đáng khi nó xứng đáng rồi thì bạn học làm sao cho nó đáng đồng tiền bát gạo để làm sao có được một cái nghề hiệu quả giúp cho bạn đạt được hiệu quả thành công bởi vì khi các bạn mất mát thời gian mất mát tiền bạc thì chắc chắn một điều lúc đó các bạn sẽ thấy rằng là bạc cả đầu và hại cả não và rồi tôi sẽ lấy một cái ví dụ cụ thể cho bạn để cho bạn có thể hiểu hơn Bạn có thể thể hiểu rõ vấn đề hơn Tôi ví dụ đó là rất là nhiều người hiện tại Các bạn đang muốn làm kiếm tiền trên Youtube Đầu tiên thì các bạn cần một kênh đủ điều kiện bật kiếm tiền Cái giai đoạn này là giai đoạn bạc tóc đây Giai đoạn là bạn lựa chọn cái con đường đi học của mình Có những người thì muốn đi nhanh, học những khóa học Có những người muốn đi chậm, tự học, tự tìm hiểu rồi uh, tiếp theo đó khi bạn có được cái kênh bạn muốn đạt được điều kiện bật kiếm tiền đó rồi Thì bạn cần cái thứ đó là bật kiếm tiền ngay Giai đoạn bạc tóc cấp 2 Với cái giai đoạn này thì bạn thấy một cái điều rằng là có những cái chủ đề Thì các bạn làm đúng nguyên tắc bạn bật kiếm tiền ngay Có những cái chủ đề bạn làm mãi, làm mãi Tốn thời gian, tốn tiền bạc nhưng không ra tiền Thức đêm, thức hôm làm rất là nhiều vấn đề nhưng cũng không bật kiếm tiền nhưng có một vấn đề rằng là khi bạn bảo đầu kiếm tiền rồi bạn lại qua đến cái giai đoạn là phải làm sao ra nhiều tiền một giai đoạn giai đoạn hách não giai đoạn hại não giai đoạn mà bạn sẽ phải tạo ra những nội dung nó chất lượng tạo ra được cái việc đó là tối ưu chỉnh sửa kênh rồi bắt đầu bạn đưa đến chiến dịch marketing lúc này thì nó sẽ phải chứa đựng rất là nhiều những yếu tố cộng hưởng trong đây à, về cái việc đó là bạn phải tối ưu công việc bạn tốt nội dung tốt Marketing tốt Thì hiệu quả bạn mới ra được tiền Nó tốt nhất Còn nếu như bạn không tối ưu Mà bạn cứ làm theo cái kiểu rằng Thích làm gì thì làm đó Thì nó lại mang cái hiệu quả không không cao Rồi rằng là Làm ra tiền rồi thì bạn ấy muốn rằng là Muốn làm ra nhiều tiền nữa Giai đoạn cực kỳ hách não vô cùng Đó là cái lý do làm sao lúc đó bạn sẽ thấy rằng là Nó sẽ rất là áp lực và lúc đó thì đôi khi bạn thấy một cái điều rằng là Thực hiện làm Và có được khoảng thời gian Thì 24 giờ một ngày nó là không đủ Và rồi lúc đó bạn sẽ phải suy nghĩ về cái việc là Thuê đội ngũ nhóm, thuê nhân công, thuê người hỗ trợ Lại tiếp tục một bài toán cha tiền mẹ bạc đặt ra Qua giai đoạn cực kỳ hách não Đối với, cái, đối với cái giai đoạn này thì thực sự rằng hiện tại trên mạng YouTube thì cái tỷ lệ đến cái giai đoạn này nó là rất ít tức là cái tỷ lệ đấy chỉ dành cho những đội ngũ nhóm dành cho những người đã có kênh youtube nó cực kỳ chuyên nghiệp cần đội ngũ hỗ trợ cần người support thì họ làm còn đa số là các bạn chỉ có ở bên trên ba giai đoạn này rồi bắt đầu bạn làm và thực hiện tất cả mọi yếu tố đó thì tất cả mọi công việc của bộ đó của các bạn nó sẽ uh, sinh ra rất là nhiều những cái vấn đề về tài chính về uh, tinh thần thì bạn thấy một cái điều rằng là làm um, trên mạng youtube nó là một cái ngách nhỏ của làm kiếm tiền online của MMO thì bạn thấy rằng nó đã hại não hạch não như thế rồi. Thế thì khi bạn làm nhiều thứ liên quan về website về hệ thống mất tiền bạc trong đó thì nó còn như thế nào nữa? Thì bạn thấy rằng là những thứ bạn được đi học, bạn được thực hiện, bạn có người hướng dẫn thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn. Còn khi bạn chọn, bạn nên chọn đúng. Còn khi bạn học miễn phí, bạn làm miễn phí thì hiển nhiên rằng là bạn sẽ phải cần cù chịu khó thì cái hiệu quả các bạn nó mới ra tiền và đó là cái lý do làm sao tôi muốn chia sẻ với bạn cái video này đó là nó thực sự nó mệt mỏi như vậy bạn vượt qua được thì còn đồng con đường thành công nó mới đến với bạn và hiển nhiên rằng là trên cái con đường đó thì lúc nào nó cũng sẽ có rất là nhiều những trông gai và thử thách chứ nó không bao giờ có những cái thảm hoa hồng để cho các bạn lựa chọn và rồi thì ấy, chắc chắn khi các bạn hiểu ra cái vấn đề đó thì bạn sẽ có sự lựa chọn nó tốt hơn và đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn thông qua video này. Và rồi nếu như cái nội dung nó hữu ích và nó mang lại cái giá trị cho bạn thì đừng quên like và share cái video cho nhiều người cùng xem để họ có thể biết tới kênh channel GMT. Và một nữa cảm ơn bạn theo dõi video. Chúc bạn một ngày tuyệt vời. Xin chào biệt tất cả các bạn.